Hello, xin chào. Ha, vừa mới đọc được cái thông báo của NLG đăng cách đây 3 tiếng. Bây giờ là 8 giờ 16 phút tối ngày 20 tháng 2 năm 2023. Sau khi đọc cái thông báo này xong, tôi phát hiện ra một điều nữa là NLG là cái phường ăn cháo đá bát. Trời ơi, nó ăn cháo đá bát nó trắng trợn luôn vậy đó. Đây, mới đọc cái thông báo của nó nè. Nó đăng trên trang NLG Việt Nam Toàn Cầu. Nó đăng, nó bảo là ban tổ chức NLG Việt Nam Toàn Cầu Global không kêu gọi ủng hộ tiền. Nếu cô bác anh chị thấy ai đó yêu cầu chuyển tiền vào bất cứ tài khoản nào, đều là mạo danh lừa đảo. Đó, nó đăng cái thông báo nó hết sức là lập lờ, đánh lận con đen. Đây, bây giờ tôi cho biết tại sao lại lập lờ đánh lận con đen. Thì bên dưới này có nhiều người đi vô phản hồi. Có người thì bảo là vậy Linh Xuân kêu gọi có đúng không ạ? Sau người người khác nhảy vào bảo là không. Vào xin kết bạn Facebook rồi thông báo NLG cần tiền mua văn phòng gửi vào HSB. Xong lại thêm một người nữa hỏi là sao thấy Linh Xuân kêu gọi có đúng không mọi người? Đấy, đem con bỏ chợ lên quăng tin xong rồi để cho mọi người tự hiểu, muốn hiểu sao hiểu, họ không có giải thích. Hỏi cái chủ đề khác thì trả lời, còn hỏi cái vụ mà hỏi hỏi có phải Linh Xuân kêu gọi đúng không thì ban quản trị không có trả lời, lơ kệ, mọi người muốn hiểu sao hiểu. Ban quản trị tuyên bố rằng ban tổ chức NLG Việt Nam Toàn Cầu không kêu gọi ủng hộ tiền. Nếu cô bác anh chị mà thấy ai đó yêu cầu chuyển tiền vào bất cứ tài khoản nào đều là giả mạo. Đọc cái câu này mọi người hiểu làm sao? Tức là từ xưa đến giờ NLG không hề kêu gọi ủng hộ tiền, không hề xin tiền. Dùng cái từ nè, nếu có ai đó yêu cầu chuyển tiền vào bất cứ tài khoản nào đều là mạo danh lừa đảo. Đây là cái gì? Đây là cái dạng cái phượng ăn cháo đá bát. Sau khi nó gom đủ tiền, nó xin đủ tiền xong, nó lên nó quăng một cái tin như vậy đó. Thì trước đó thì sao? Trước đó đi vào trước đó nha, coi một cái tin trước đó ngày 14 tháng 2 cũng trên trang Việt Nam Toàn Cầu có một cái nick là Châu Thái đi vô để mà thông báo về cái kết quả vận động tiền mà cái bà Thái Thị Xuân xin xin để mua cho trung tâm á. Thì ông vô ông cập nhật, ông bảo là những con số biết nói, những trái tim yêu thương, con số tiền đã xin lên được 1 tỷ 123 triệu 500 ngàn đồng, mới trong vòng có 24 tiếng phát động thôi đã vô túi được hơn 1 tỷ 1. Và ông lên ông cập nhật thông tin vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 14 tháng 2 năm 2023 trên trang Việt Nam Toàn Cầu của NLG luôn. Đấy, lên cảm ơn. Cái bài viết đó nó có tới 1.400 người thích. Tức là cái thông tin cập nhật xin đã ở thời điểm đó, nhưng cái lúc này là chưa có dừng. Cái việc phát động xin vẫn chưa dừng. Thì cho tới hôm nay bà Thái Thị Xuân đăng trên trang NLG Đại Phước một cái tin cách đây lúc 10 giờ, cách đây 10 tiếng. Một cái tin là thông báo dừng nhận tiền ủng hộ NLG. Trước tiên chú Phúc NLG xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý cô bác anh chị em học viên và các nhà hảo tâm yêu thương NLG đã ủng hộ thêm quỹ mua trung tâm NLG. Tính từ 17 giờ 35 phút ngày 13 tháng 2 năm 2023 đến nay là 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2 năm 2023. Bây giờ mới có 8 giờ 20 phút ngày 20 tháng 2 thôi, mà ở trên đây bà đăng thông báo cách đây 10 tiếng trước mà bà đã ghi là 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2 năm 2023. Bà này đúng là workman chạy trước thời đại. Tình yêu thương của quý cô bác anh chị em học viên các nhà hảo tâm yêu thương NLG đã gửi yêu thương tới NLG tổng số tiền là 2 tỷ 035 triệu đồng 200 ngàn.
Đó, nói chung là hơn 2 tỷ đã đạt được con số như mong đợi rồi. Mục đích là xin khoảng 2 tỷ thì bây giờ đã xin được 2 tỷ rồi. Về cơ bản đã đủ thanh toán cho bên bán building, bán cái tòa nhà trung tâm á. Bên chủ tòa nhà đã và đang bàn giao toàn bộ tài sản, hồ sơ, thủ tục pháp lý cho NLG. Niềm vui hòa chung hạnh phúc của tất cả các học viên, thành viên NLG và nhân loại. Vậy nên Linh Xuân xin thông báo dừng nhận tiền ủng hộ NLG ngay tại thời điểm này. Một lần nữa, chúc phúc NLG Linh Xuân xin chân thành cảm ơn những tấm lòng thơm thảo, những trái tim thiện lành đã tin tưởng Linh Xuân gửi yêu thương tới chúc phúc NLG. Nói chung là trước đó bà Xuân phát động xin tiền 100.000 đô để bù vô cái tiền thiếu hụt mua trung tâm. Sau đó được vài ngày thì đã cập nhật con số lên 1 tỷ mấy ở trên trang Việt Nam toàn cầu. Đã đăng trên đó rồi, không lẽ admin mù không thấy. Hôm nay Linh Xuân lên tuyên bố dừng nhận ủng hộ vì đã xin đủ số tiền hơn 2 tỷ rồi. Vừa xong bà Linh Xuân này bà tuyên bố ngừng xong cách trước đó 10 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ, trước đó 10 tiếng trừ về đi không biết bao nhiêu nữa. Thì cách đây 3 tiếng, bên trang NFG Việt Nam toàn cầu lại đăng thêm một cái tin nữa là tuyên bố chắc như nịch vậy đó. Nếu có ai mà yêu cầu chuyển vào bất cứ tài khoản nào đều là mạo danh lừa đảo. Họ quăng cái này lên làm gì? Để làm rối đội hình. Họ là cái phường ăn cháo đá bát. Là tại sao? Tại vì ngay sau đó có rất nhiều người thắc mắc. Tại vì họ thấy Linh Xuân kêu gọi, họ hỏi là vậy Linh Xuân kêu gọi có đúng không? Thì cái người chịu trách nhiệm không chịu trả lời, để những người cùng học với nhau rồi nghe tác ra tổ bắt đầu phan vô là bảo là không phải. Đấy, thế là tạo thêm một cái sự hoang mang trong dư luận, đúng không? Và cái câu thông báo này của NLG thể hiện rõ mình là kẻ ăn cháo đá bát. Thay vì như vậy á, cái câu thông báo này cần phải ghi rõ ràng rằng NLG đã nhận đủ số tiền ủng hộ và kể từ hôm nay NLG tạm ngưng nhận tiền và không không kêu gọi ủng hộ nữa thì mới được. Hoặc là phải ghi rõ rằng những tài khoản cái gì, bất cứ tài khoản nào trừ tài khoản của Linh Xuân, phải ghi cái câu đó ra thì để người ta biết là cái bà Linh Xuân bà kêu gọi là đúng. Đằng này khẳng định cái câu này tức là từ xưa đến giờ NLG không có xin tiền ai hết trơn á. Thấy giả man không, mới chốt đơn sáng xong chưa chưa ráo mực quay qua đây làm thêm một cái thông báo nữa. Nào giờ tôi không có xin tiền đâu nha, không có xin tiền ai đâu hết trơn á. Bất cứ ai xin xỏ hay là trò chuyện vô bất cứ tài khoản nào đều là giả mạo hết á. Thấy phủi trắng không? Đây là gì? Họ đăng để họ tạo ra một cái lịch sử là họ không có hề xin. Đó, họ đăng là chỉ biết họ không có hề xin, thực ra họ xin đủ rồi, họ mới xin 2 tỷ đó. Vậy đó. Thì tại sao lại cố tình làm cho cái chuyện nó nhập nhằng rối ren như vậy? Và đây là gì? Bây giờ muốn chứng minh là Linh Xuân xin có thiệt hay giả mạo, hay là có lừa đảo hay không, hay là bả xin cho cá nhân bả, hay là bả xin cho Energy. Đây nè, nghe ông Phúc nói đây nè. Rồi hết chương trình rồi, thầy chú gửi lời cảm ơn cho tất cả những nhà hảo tâm đã giúp NLG thực hiện những chương trình trong những lớp học cũng như là hỗ trợ chú trong lĩnh vực tài chánh để có được một trung tâm. Chú sẽ cho thông báo thêm về những hình ảnh về trung tâm NLG cho tất cả các bạn khi chúng ta đón nhận cái trung tâm mới này. Đó, nghe chưa, ổng lên ổng cảm ơn đã ủng hộ ổng để ổng mua cái trung tâm. Và bà Xuân đứng ra kêu gọi, vừa nhận tiền sáng xong cái tới chiều phan câu là NLG không có kêu gọi ủng hộ đâu. Bất cứ ai mà yêu cầu chuyển tiền vào bất cứ tài khoản nào thì đều là mạo danh lừa đảo. Trời ơi, đánh một cái câu rồi cái câu thông báo rồi rút sạch, rồi qua cầu rút ván, gọi là cái gì, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván là cái phường mà không có biết ơn. Thông báo phải cụ thể ra kể từ ngày 20 tháng 2
từ mấy giờ mấy giờ, tháng 2 Energy không kêu gọi ủng hộ nữa. Nếu có bất cứ ai kêu gọi ủng hộ từ ngày 20 tháng 2 này nè thì đều là giả mạo. Tại vì trước đó Energy có kêu gọi ủng hộ mà. Bây giờ với cái câu này giống như là xưa giờ người ta xin toàn cũng toàn giả mạo hết á. À, ta nghe nó lấp liếm không, nghe nó điếm không, nghe nó điếm thúi không. Mới xin xong sáng chưa xong, chưa ráo mực chiều lên phan câu này để cho gây cái sự nhầm lẫn hoang mang giữa người học. Đâu phải ai cũng lên livestream để nghe cái câu ông Phúc ông cảm ơn, ông cảm ơn mọi người đã ủng hộ mua trung tâm. Ừ, thì bây giờ đăng cái câu này lên cũng để cho bà con hoang mang đó. Ủa vậy bữa giờ Linh Xuân kêu gọi vậy là có đúng không? Xong khi ban tổ chức thì im re không trả lời, để cho mọi người tự hiểu. Hiểu sao hiểu, kệ, mọi người tự giải thích với nhau. Đó, vô trách nhiệm, ăn cháo đá bát. Cái phường ăn cháo đá bát, mới vừa nhận tiền xong chưa, còn chưa, nhiều khi nó còn mới toanh chưa kịp đếm, chưa đếm kịp nữa. 2 tỷ đếm lâu lắm á, chưa đếm xong nữa. Lên phan câu là Energy không có nhận tiền đâu nha, không có kêu gọi ủng hộ đâu nha. Bất cứ ai mà kêu gọi ủng hộ, chuyển bất cứ tài khoản nào đều là giả mạo. Không đúng. Phải trừ ra, trừ cái tài khoản Linh Xuân ra. Hoặc là Energy phải biệt phải cho cái bà Thái Thị Linh Xuân là cái người chuyên gia đi kêu gọi ủng hộ thì phải ghi rõ ra. Ngoài Linh Xuân ra, bất cứ ai kêu gọi đều là giả mạo. Như vậy mới đúng. Thông báo phải rõ ràng như thế. Phải thông báo rõ ràng là Energy Việt Nam kể từ mấy giờ ngày 20 tháng 2 này là không kêu gọi ủng hộ nữa nè. Hoặc là phải ghi rõ rằng là ngoài Linh Xuân ra thì bất cứ ai kêu gọi ủng hộ cho Energy đều là giả mạo. Đã như vậy mới được. Trời ơi, mới ăn xin người ta xong còn chưa kịp đếm tiền xong thì nó quăng thêm một cái câu để cho mọi người bấn loạn lên rối đội hình. Công nhận ăn cháo đá bát. Cái phường ăn cháo đá bát lừa đảo rồi đánh vào lòng tin của người khác để lợi dụng kêu gọi tiền, khi kêu xong còn chưa kịp đếm tiền xong đã trở mặt ngay rồi. Cái phường trở mặt. Cái phường lật mặt. Lật mặt cháo trở, ăn cháo đá bát. Cái phường lật mặt.